Chào hết. Mình hết chạy hết. Mày chạy vô đứng. Mày chạy đi ra. Mày nhảy vô mày chi. Ở khác của người ta. Ôi có bông điên điển nữa gì kìa. Ờ uống rồi bông điên điển. Đậu xanh với hẹ. Dạ. Rồi cái nhìn của bông điên điển. Cái nhừng nhìn ngon quá, cái nhừng bông nhiều. Như như trên đẳng cá đừng có bỏ đậu xanh. Cái sao mình cũng đem nó để tỏi. Ê, hai bà cháu Mù Lan. Con giới thiệu đi. Đi, con giới thiệu gì? À, con giới thiệu đi. Đâu? Giới thiệu đi. Con gì trời đi. Ủa lại phát chưa em cũng không biết nữa. Đang phát đâu? Đang phát trực tiếp ra. Đang phát nè. Đang phát trực tiếp ha. Ủa có rồi. Được sạch. Nhanh dạ. Chị đây nè, chị đứng trước. Dạ. Hả? Có xin ảnh cái không có đậu xanh chưa? Thôi mẹ ơi, xin hai cái cả nhà. Kìa. Dạ đúng rồi. Đỡ lấy đi vậy. Dạ. Hai cái đậu không? Dạ. Để dặn em mấy cái quên rồi. Dạ. Nè, con lại con xin hỏng đậu là con gửi này cho chú đi nha. Chú chiên cực lắm á. Biết không? Hồi nãy bỏ tiền vô cái thùng rồi, em không có bỏ vô đây. Cái thùng Tam Bảo đó. Đưa đâu đi tỉnh không? Ở đây cũng được. Chị đổ đi chị, chị ở đây chị đổ bánh đi. Má chuột. Má chuột. Hình như cái nào cũng có đậu xanh. Có dặn rồi vậy. Dạ cảm ơn. Của mình là không đậu xanh nữa nha con. Có màu xanh lụm lên rồi. Dạ con cảm ơn. Đây con đây ngoại con cho xin đây. Cái nữa cho bà cố cái đi. Rồi cái không đậu xanh á. Cái dạ. Này học đậu rồi, của đồ dạ. Chơi rồi, cảm ơn. Trời ơi nhìn cái em cái rào hơn không? Còn cái dạ. Rồi, đi con, đi con. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ có, con có để tiền. Đây. Rồi đi chị ba. Rồi học rồi chung nhiều cái chả này.
Tiên nhìn thèm. Ê, hôm bữa quên dẫn Tiên đi chùa này nè. Tiên, chùa này trên Châu Đốc nè Tiên. Gì? Bạn yêu nhìn thèm quá. Ai? Thèm không? Thèm không đó. Hai năm sau mình đi tiếp nha chị. À, ăn đi con. Nè cái đậu này nè chị ba. Không đậu nè. Cái này không đậu hả chị? Nó bị gãy hai cái rồi. Nó. Mẹ hồi nãy tội nghiệp anh chơi ghê á, anh đứng anh giữ anh kêu lấy cho con cái không đậu á, tội nghiệp anh ghê luôn. Rồi gãy rồi kêu ba Hường gắn gì nữa, ba Hường đâu phải siêu nhân. Của đứa nào? Đúng mẹ giữ, ăn xong mẹ đưa. Ngon không mẹ? Ngon không mẹ? Ngon. Mẹ nhí ngồi ăn đi. Sao rồi, ăn được mấy cái? Chưa ăn, đang ăn.
Nó ăn ngon không? Con thấy mấy chú đổ quá trời cực luôn, thấy không? Đó, mua ra mà coi. Ừ, con thấy cực không? Gì nó ăn quá trời ăn rồi. Cô cũng hiền chứ nó được luôn. Ủa chị ba không ăn hả chú?